Xin chào quý vị và các bạn. Ngày hôm nay trên cả ba miền Bắc, Trung và Nam của nước ta, thời tiết đều có sự chuyển biến tích cực. Tình trạng mưa dông nặng hạt đã không còn nữa và thay vào đó là nắng vàng rực rỡ đã trải khắp trên cả ba miền. Thời tiết nắng ráo này sẽ còn tiếp tục diễn ra trong ngày mai, ngày Chủ nhật cuối tuần. Tuy nhiên, với khu vực vùng núi phía Tây của Bắc Bộ như là tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên và Lào Cai thì vẫn có mưa rào rải rác xảy ra trong đêm nay và sáng mai nhưng mà với lượng không nhiều. Còn lại thì hầu khắp các tỉnh của miền Bắc thì thời tiết sẽ ít mưa. Nên nhiệt độ vào đêm và sáng thì vẫn khá là mát mẻ với mức nhiệt phổ biến ở trong khoảng là từ 23 cho tới mức là 26 độ. Sang ngày mai, Bắc Bộ có nắng gián đoạn, gió thổi nhẹ và nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ tăng lên từ 1 đến 2 độ so với ngày hôm nay và có thể sẽ lên đến mức là từ 31 cho đến 34 độ. Tuy nhiên, bắt đầu từ khoảng chiều tối và đêm mai thì thời tiết ở Bắc Bộ sẽ lại có sự chuyển biến do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi một khối không khí mát từ phía Bắc và kết hợp thêm với quá trình hội tụ trên các mực khí quyển tầng cao nên là mưa dông sẽ xuất hiện trở lại ở vùng núi phía Đông như là tại khu vực của Cao Bằng, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn và ở cả khu vực của Thái Nguyên. Sau đó thì vùng mưa này sẽ lan dần xuống các khu vực còn lại, bao gồm có khu vực Trung Du và Đồng Bằng, cũng như là ở khu vực vùng núi phía Tây. Và như vậy thì từ ngày 21 tháng 9, một đợt mưa mới lại sẽ bắt đầu tại Bắc Bộ. Với khu vực miền Trung, sau những ngày mưa lớn kéo dài thì hôm nay những cơn mưa hầu như đã giảm hẳn. Toàn vùng chỉ còn lác đác mưa ở một vài nơi trong thời điểm về đêm và sáng. Trưa chiều thì trời có nắng và nền nhiệt độ thì tăng đồng loạt lên mức từ 32 cho đến 34 độ. Bà con có thể tranh thủ những ngày ít mưa có nắng để sửa sang lại nhà cửa, ruộng vườn, khôi phục lại cây trồng bị dập nát sau những ngày mưa lũ kéo dài. Trong đêm nay và ngày mai, thời tiết tại miền Trung tiếp tục ổn định. Từ khu vực của Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế thì trời có mây thay đổi, ngày nắng cùng với mức nhiệt trưa chiều lên cao từ 33 cho đến 34 độ. Với khu vực phía Nam, từ Đà Nẵng trở vào cho đến khu vực của Bình Thuận thì mưa cũng ít có khả năng xảy ra. Ban ngày thì có nắng nhiều, gió thổi nhẹ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời và giao thông đi lại của người dân trong ngày nghỉ cuối tuần. Với các tỉnh thành phía Nam thuộc khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong đêm nay thì vẫn còn có mưa rải rác ở vài nơi. Ngày mai trong khoảng 8 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều là thời điểm khô ráo và có nắng nhiều nhất. Nên nhiệt độ tại Tây Nguyên và Nam Bộ ít biến động so với ngày hôm nay, với mức nhiệt cao nhất trong khoảng trưa và lúc đầu giờ chiều sẽ là ở mức từ 29 cho đến 32 độ tại khu vực vùng cao nguyên. Trong khi đó thì tại khu vực Nam Bộ sẽ có nhiệt độ cao hơn khoảng là 2 độ. Từ sau 16 giờ trở đi thì mưa rào có khả năng là xuất hiện rải rác tại các tỉnh miền Tây của khu vực Nam Bộ và một vài nơi thuộc khu vực miền Đông của Nam Bộ và phía Nam của khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên thì với lượng phổ biến là sẽ không nhiều. Cuối cùng là những thông tin thời tiết trên biển. Thưa quý vị và bà con ngư dân, trong đêm nay và ngày mai thì thời tiết trên hầu khắp các vùng biển sẽ ít có sự biến đổi. Khu vực Biển Đông bao gồm cả hai quần đảo là Hoàng Sa và Trường Sa tiếp tục thịnh hành đới gió Đông Bắc đến Đông có cường độ yếu. Mưa không xảy ra, tầm nhìn xa thông thoáng trên 10 km nên là thuận lợi cho hoạt động của bà con ngư dân. Như vậy là thời tiết nắng ráo vẫn sẽ duy trì trên cả ba miền đất nước trong ngày mai. Từ chiều tối và đêm ngày Chủ nhật cuối tuần thì mưa rào và dông sẽ xuất hiện trở lại. Quý vị và các bạn nên lưu ý để có thể sắp xếp cuộc sống sinh hoạt của mình cho thật phù hợp. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp của kênh VTC14. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.